Xin chào, đoạn video các bạn vừa xem hoàn toàn được quay bởi chiếc điện thoại này. Ở thời điểm hiện tại thì chất lượng quay video và chụp hình của điện thoại di động đã rất là sắc nét, không thua kém gì các máy ảnh hiện tại. Tuy nhiên nó vẫn không thể nào thay thế được máy ảnh. Nhưng chỉ cần các bạn làm chủ được thiết bị của mình thì không gì là không thể. Vậy làm sao để làm chủ được thiết bị của mình? Hãy nhấn nút đăng ký kênh bên dưới để đón chờ các video hướng dẫn quay phim chụp ảnh đẹp bằng điện thoại.